Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Ngày mới chúc cô chú anh chị và các bạn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hôm nay Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật giá mít mới nhất vào lúc 8 giờ sáng thứ 6 ngày 8 tháng 12 năm 2023 để cô chú anh chị và các bạn có dịp tham khảo về giá cả. Mít Thái và mít Indo, còn gọi là mít ruột đỏ sơ vàng, với tình hình giá cả mới nhất hôm nay. Cụ thể như sau: khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, mít kem lớn 15.000 đồng một ký, kem nhì 6.000 đồng một ký, kem ba 5.000 đồng một ký, mít chợ 2.000 đồng một ký. Khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang, mít kem lớn 15.000 đồng một ký, kem nhì 6.000 đồng một ký, kem ba 5.000 đồng một ký, mít chợ 2.000 đồng một ký. Khu vực Tiền Giang, do có nhiều dừa mít nên giá mít ở đây có cao hơn so với các tỉnh thành khác. Mít kem lớn 16.000 đồng một ký, kem nhì 7.000 đồng một ký, kem ba 6.000 đồng một ký, mít chợ 3.000 đồng một ký. Khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, mít kem lớn 11.000 đồng một ký, kem nhì 4.000 đồng một ký, kem ba 3.000 đồng một ký và mít chợ 2.000 đồng một ký. Khu vực Tây Nguyên, kem lớn 10.000 đồng một ký, kem nhì 4.000 đồng một ký, kem ba 3.000 đồng một ký, mít chợ 2.000 đồng một ký. Mít ruột đỏ Indo, còn gọi là mít ruột đỏ sơ vàng, loại nhất 8 ký trở lên giá 60-63. Mít loại 2 6-8 ký giá 50. Mít chợ 20.000 đồng một ký. Đây là bảng báo giá chung của giá mít sáng ngày hôm nay để bà con có dịp tham khảo. Giá mít chênh lệch tùy theo tỉnh thành, tùy theo vườn mít xa hay gần mà thương lái mua có sự chênh lệch 500, 1.000 trên 1 ký hay ít nhiều tùy theo mít đẹp xấu, tùy theo loại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này. Chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.